Tiếp thị vệ sinh có sự tham gia của cộng đồng. Tiếp thị vệ sinh với sự tham gia của cộng đồng là phương pháp đưa dịch vụ vệ sinh giá thành rẻ đến gần với người dân, có sự tham gia đóng góp của người dân nhằm khuyến khích các hộ gia đình xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Quy trình xây dựng nhà tiêu bán tự hoại, giá thành hạ, sử dụng vật liệu địa phương. 1. Kỹ thuật đúc ống bi bê tông và lắp đặt bệ cầu vào bể phốt nhà tiêu bán tự hoại. Bước 1. Kỹ thuật đúc ống bi bê tông. Khuôn tôn. Vật liệu làm khuôn, dùng loại tôn phẳng, dày từ 4 đến 4,5 rem. Tấm tôn làm vách trong, rộng 0,7 m, dài 3,5 m. Tấm tôn làm vách ngoài, rộng 0,5 m, dài 3,5 m. Khung đỡ vách trong, đường kính 0,9 m, cao 0,5 m. Ba vòng sắt vuông D8 được hàn vào 4 thanh sắt gai D10, khoảng cách 22 cm để chừa phần chân 5 cm. Mỗi vòng đều có chốt tháo lắp khung bằng ghim sắt uốn cong. Khung đỡ vách ngoài, đường kính 1 m. Được hàn vào giữa 4 chân đỡ sắt gai 10 cm, cao 10 cm. Vòng có chốt tháo lắp khung bằng ghim sắt uốn cong. Dựng khuôn, tấm tôn làm vách trong, rộng 0,5 m, dài 3,5 m. Cuộn tròn thành ống có đường kính 0,9 m. Phần mép tôn chồng lên nhau là 0,67 m, được ghim bằng đoạn sắt uốn D6, được đỡ bằng khung đỡ vách trong. Tấm tôn làm vách ngoài, rộng 0,5 m, dài 3,5 m, cuộn tròn thành ống có đường kính 1 m. Phần mép tôn chồng lên nhau là 0,36 m, được ghim bằng đoạn sắt uốn D6, được đỡ bằng khung đỡ vách ngoài. Đúc bi bê tông. Chọn mặt phẳng để giải lớp bao lót chống dính bê tông. Dựng khuôn, trộn vữa bê tông đá 1, 2, dùng xẻng xúc vữa để đổ khuôn. Lưu ý, giải đều xung quanh, tránh bị kéo sâu về một phía. Khối lượng vữa cho một bi bê tông 0,075 mét khối, tức là 75 lít. Vật liệu: xi măng 20 kg, 13 lít, cát 30 lít, đá 60 lít. Bước 2. Lắp đặt bể phốt nhà tiêu bán tự hoại. Ngăn 1, 3 bi, khe giữa các bi được chám kín, đáy cũng được đổ bê tông ngăn thấm nước. Ngăn 2, 1 bi, đáy cũng được đổ bê tông ngăn thấm nước. Thông giữa ngăn 1 và ngăn 2, tương tự để khoảng cách từ tim lỗ đến miệng hầm cầu là 20 cm. Giữa hai ngăn được nối bằng ống D90. Lưu ý, cao độ của các lỗ thoát phân, thoát nước là bằng nhau và khoảng cách từ tâm lỗ đến đáy tấm đan đậy hầm cầu là 20 cm. Mực nước trong hầm cầu được quyết định bởi vị trí đặt lỗ thoát nước ở ngăn cuối cùng. Khoảng cách từ đáy tấm đan đậy hầm cầu đến tâm lỗ thoát nước thường là 20 cm. Tấm đan bê tông đậy nắp hình tròn, đường kính 1 m, có cốt thép, dày 3,5 cm, có hai quai sách. Vật liệu: xi măng 7 kg, cát 10 lít, đá 20 lít. Bước 3. Lắp đặt bệ cầu và ống thoát phân, ống thông khí. Bệ cầu xổm, chọn loại bằng sứ men trắng, có cổ thoát phân có thể gắn được vào ống thoát phân. Xây bệ đỡ, dùng gạch và vữa chát xây bệ đỡ, gắn bồn cầu với ống thoát phân. Lưu ý, dùng nước để thử và giữ sao cho nút nước vẫn kín sau khi gắn cố định bồn cầu. Mặt nền bê tông kích thước 1,2 m nhân với 1 m được láng phẳng, cao hơn bên ngoài chừng 15 đến 20 cm. Ống thoát phân
D90, một đầu gắn với cút cong được gắn vào bồn cầu, đầu kia đưa chui qua lỗ để chừa bên trong hầm cầu chừng 10 cm. Lưu ý khoảng cách từ tim lỗ đến miệng hầm cầu là 20 cm. Ống thông hơi, dùng ống D34 để thoát hơi đối với ngăn 1. Hố thấm. Nước từ ngăn thứ 2 sẽ được dẫn vào hố thấm để tránh chảy tràn trên mặt đất và ô nhiễm môi trường xung quanh. Hố thấm được đào hình tròn hoặc vuông, kích thước 70 x 70 x 50 cm, được che bằng phên, đổ đầm đất bên trên che kín. Sử dụng vật liệu địa phương làm phần bao che và mái lợp nhà vệ sinh. Dựng khung. Dùng loại cây thẳng dài 2m3 đến 2m6, đường kính 7 đến 9cm làm cột. Lưu ý, chân cột được chôn sâu dưới đất chừng 25 đến 30cm, cho nên lưu ý cột dùng nên dài khoảng 2m6, 2 cột trước và 2m3, 2 cột sau. Lợp mái. Dùng cỏ tranh để lợp mái. Lưu ý, mái nghiêng ra đằng sau. Bao che. Dùng nứa đập dập, đan thành phên, ghép lại thành tấm bao che nhà vệ sinh. Lưu ý, tùy điều kiện cụ thể và sự sẵn có của vật liệu địa phương, có thể lợp mái và làm phần bao che bằng các vật liệu khác nhau, như chát vách bằng bùn rơm, lợp bằng tấm fibro xi măng hay ghép bằng những tấm gỗ tạp, vân vân. Kích thước nhà vệ sinh: dài nhân rộng nhân cao bằng 1m2 x 1m x 2m3. Chi phí một ống bi bê tông D90 trong dày 5cm là 101.650 đồng. Chi phí tấm đan D100 dày 3,5cm là 80.000 đồng. Tổng chi phí phần chìm nhà tiêu bán tự hoại: 4 ống bi, 2 tấm đan, tự đào bể phốt là 1.269.100 đồng. Giá thành phần chìm nhà tiêu thấm dội nước, 1 tấm đan tự đào hố thấm là 666.650 đồng.